có một tình trạng mà những bạn học vẽ hay mắc phải đó là các bạn luyện tay luyện nét một thời gian rồi nhưng mà các bạn thấy mình không lên tay hay là tiến bộ gì cả cũng như là các bạn đã vẽ tranh rất là nhiều nhưng mà nhìn lại thì tranh các bạn vẽ vẫn y như cũ không thấy tiến bộ gì thậm chí là càng ngày càng xấu đi nữa và hôm nay thì sẵn tiện đây mình sẽ chia sẻ với mọi người về những lý do và cách khắc phục để cho mọi người sớm thoát khỏi cái tình trạng khó chịu này nha vì các bạn tập luyện nhiều mà không tiến bộ thì nó có nhiều nguyên nhân lắm, nhưng mà cái nguyên nhân chính đầu tiên là do các bạn đang luyện tập sai cách. Và những lỗi thường sai á là các bạn hay tập trung vào vẽ một thứ hoặc là chỉ vẽ một vài kỹ thuật mà các bạn cảm thấy thích thôi. Ví dụ như bạn nào thích vẽ chibi thì các bạn chỉ tập trung vào vẽ chibi, bạn nào thích tranh phong cảnh thì chỉ tập trung vào tranh phong cảnh. Cái điều này nó là sai lầm tại vì nó làm vậy thì cái kỹ thuật tay của các bạn nó sẽ bị giới hạn. Chưa kể là việc vẽ lặp đi lặp lại một thứ nó sẽ gây nhàm chán và làm cho các bạn dễ nản hơn nữa. Nên là mình khuyên đối với những bạn bắt đầu học vẽ thì các bạn nên vẽ đa dạng nhiều thể loại nó sẽ làm cho các bạn đỡ nhàm chán hơn chưa kể là khi các bạn vẽ một bức tranh á nó không phải chỉ riêng về một hai kỹ thuật mà nó cần có sự kết hợp nhiều kỹ thuật vẽ khác nhau và nhiều tư duy khác nhau cho nên là cái việc các bạn vẽ đa dạng nó sẽ làm cho các bạn tư duy hình ảnh tốt hơn mình nói ví dụ đơn giản như thế này ví dụ như các bạn yêu thích vẽ chibi và phim hoạt hình đi nhưng mà nếu như các bạn chỉ tập trung vào vẽ những nhân vật chibi và phim hoạt hình thôi mà các bạn bỏ qua việc học phối màu hay là hiệu ứng xa gần hay là tỷ lệ bố cục trong tranh thì cái bức tranh vẽ của các bạn khi lên tổng thể nó vẫn sẽ không được đẹp. Một nhân vật đẹp, một bức tranh đẹp nó cần phải đẹp từ nhân vật chính cho đến tổng thể, đến bố cục. Vậy cho nên là nếu như các bạn cảm thấy tranh của mình nó chưa có được hiệu quả như mình mong muốn đó, thì các bạn nên xem xét lại những cái khía cạnh xung quanh mình đã làm tốt chưa nha. Và cái lỗi thứ hai mà các bạn trong quá trình tập vẽ hay bị mắc phải Đó là các bạn hay lạm dụng những cái dụng cụ làm cho việc vẽ trở nên dễ dàng hơn Mình nói ví dụ như là giấy can nè, thước nè Và là những dụng cụ khác làm cho các bạn vẽ nét dễ dàng hơn và chính xác hơn Mình không nói những cái này nó xấu Nhưng mà mình đang nói là về việc luyện tập mà khi các bạn lạm dụng cái này quá Thì kỹ thuật tay của các bạn sẽ bị yếu Các bạn chỉ nên sử dụng cái dụng cụ này trong việc tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh Và các bạn muốn bức tranh này nó hoàn hảo còn trong việc luyện tập thì mình nghĩ là nên hạn chế, tại vì khi mà các bạn luyện tập mà các bạn làm cho mọi thứ nó dễ dàng đi á thì tay nghề của các bạn nó sẽ khó tiến bộ và các bạn sẽ bị phụ thuộc vào nó. Tin mình đi, mình nói thật đó. Ví dụ như các bạn vẽ một bức tranh hoàn chỉnh để đăng lên trên mạng xã hội hoặc là bán cho khách hàng hay là cho những người đã đặt bức tranh này hoặc là vẽ tặng, đó là một sản phẩm hoàn chỉnh rồi thì mình nghĩ là các bạn có thể sử dụng những cái công cụ đó để cho cảm thấy tranh của mình nó đẹp và nó chỉnh chu hơn. Tuy nhiên mà trong quá trình luyện tập thì mình nghĩ là không nên đây giống như là cái việc mà các bạn thấy ở trên thị trường á, máy tính, điện thoại bây giờ nó rất là hiện đại rồi, nhưng mà tại sao các cô giáo vẫn dạy các em nhỏ cộng trừ nhân chia? Tại vì cái việc luyện tập từ nền tảng và không phụ thuộc vào bất kỳ một thiết bị nào. Còn nếu như mà các bạn phải phụ thuộc vào những cái như là giấy can hay là bàn in á thì các bạn sẽ rất là khó phát triển tại vì các bạn cứ lúc nào cũng bị nương nhờ vào nó và kỹ thuật tay của các bạn nó cứ vậy hoài. Vậy cho nên là khi các bạn bắt đầu vẽ một sản phẩm chỉnh chu thì các bạn vẫn có thể sử dụng những dụng cụ hỗ trợ được. Tuy nhiên trong việc luyện tập để phát triển tay nghề tốt hơn thì mình nghĩ là các bạn không nên làm điều đó và hãy cố gắng vẽ tất cả mọi thứ bằng tay không của mình nha. Và điều thứ ba là điều cuối cùng mình muốn chia sẻ đối với những bạn mà đang vẽ hoài mà vẫn bị chững tay. Nhưng mà các bạn xem xét lại kỹ thuật của mình thì các bạn thấy mình không sai ở đâu cả. Đó là các bạn vẫn đang tiến bộ hàng ngày nhưng mà các bạn rơi vào tình trạng tiến bộ chậm chậm hơn các bạn suy nghĩ cho nên là các bạn nghĩ là mình đang bị chửng tay. Nói thì nghe nó có vẻ khó hiểu và vô lý đúng không? Để mình giải thích cho nghe nha. Trong quá trình học vẽ, cái giai đoạn mà các bạn tiến bộ nhanh nhất là cái giai đoạn đầu tiên khi các bạn mới bắt đầu tìm hiểu về vẽ. Đó là giai đoạn từ không biết vẽ trở thành người biết vẽ. Đó là giai đoạn các bạn tiến bộ rất là nhanh và mọi người đều có thể nhìn ra cái điều đó. Tuy nhiên, sau khi đã qua cái giai đoạn này rồi thì cái việc mà các bạn vẽ đẹp lên mỗi ngày mỗi ngày á, nó sẽ thay đổi rất là chậm ví dụ như trước kia trong vòng một tuần thôi các bạn đã thấy các bạn vẽ khác đi nhiều rồi nhưng mà bây giờ thậm chí các bạn vẽ một hai tháng các bạn chưa thấy khác đi nhiều chưa kể là ở giai đoạn đầu các bạn mò mẫm trong bóng tối các bạn chưa biết gì cả chỉ cần vẽ ra được một nhành cây một cái lá thôi là các bạn đã rất là vui và thấy rất là tuyệt vời rồi nhưng mà bắt đầu sau một thời gian các bạn biết những kiến thức cơ bản về vẽ và hội họa thì bắt đầu các bạn có những cái nhìn soi xét và khó tính hơn đối với tác phẩm của mình Vậy cho nên là các bạn sẽ cảm thấy là à tranh mình chưa đẹp chỗ này hay chưa đẹp chỗ kia, các bạn sẽ không còn cảm thấy là à vui và bất ngờ như trước kia nữa, cho nên là các bạn nghĩ là mình chưa tiến bộ, nhưng mà thật ra là tay nghề của các bạn đang phát triển lên mỗi ngày á, các bạn chỉ cần có thời gian lâu hơn và kiên nhẫn hơn với bản thân mình một tí thôi là rồi các bạn sẽ nhận ra được sự khác biệt ha. Và đó là những chia sẻ của mình về quá trình học vẽ, đây là những kinh nghiệm của mình trong quá trình dạy vẽ mà mình đúc kết ra được cũng như là trong quá trình luyện tập của chính bản thân mình. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chia sẻ của mình. Nếu mà mọi người có thắc mắc hay là khó khăn gì trong quá trình học vẽ thì đừng ngần ngại để lại bình luận cho mình nha. Mình sẽ xem và trả lời tất cả mọi người. tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo nha.